con vừa từ nhà anh Đại ra. Thế chuyện đứa bé là có thật không hả con? Anh Đại không nói dối con mẹ. Con bé nhìn đáng yêu lắm. Mẹ ơi, con cảm thấy là... Kìa mẹ, mẹ nói gì với con đi chứ? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ? Theo mẹ thì mình cũng không hẹp hòi gì, chỉ sợ bố nó có tính trăng hoa, rồi lại chứng nào tật nấy thôi. Con cũng sợ thế. Rồi bỗng dưng mẹ đứa bé trở về, liệu con có sống nổi với anh ấy không? Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh về nhà nhé. Rồi hai mẹ con mình sẽ cùng tính với nhau. Về nhà luôn con nhé. Vâng ạ, con chào mẹ. Alo ạ, cháu chào bác. Huyền ơi, cái quà mà cháu mua cho Như Ý mà, nó thích lắm. Cho nên bác phải gọi điện để cảm ơn cháu lần nữa. Dạ vâng thế ạ. Như Ý thích là cháu vui rồi ạ. Hình như con Như Ý nó nhớ cháu thì phải. Cho nên trưa mai thứ bảy cháu qua bác chơi rồi ăn cơm trưa luôn nhá. Cháu cũng chưa biết được ạ. Để mai cháu lên cơ quan. Tại vì cơ quan cháu dạo này có nhiều việc bận lắm bác ạ. Cháu sẽ chủ động gọi lại cho bác. Bác không phải gọi cho cháu đâu ạ. À này Huyền ơi, Huyền. Con vừa nói chuyện với bác Nguyệt đúng không? Vâng ạ. Bác ấy bảo gì? Vẫn như mọi khi, bảo con là ngày mai sang chơi, rồi nấu cơm nấu nước, cả nhà cùng ăn cho vui. Thế con trả lời thế nào? Chắc là con từ chối mẹ ạ. Từ tối qua đến giờ con suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ là... Huyền, con xuống dưới nhà đi, bố và chị đang đợi đấy. Ngồi đi em. Ngồi xuống con. Huyền này, từ nãy đến giờ mẹ kể cho bố nghe hết mọi chuyện rồi. Bây giờ quan điểm của bố và mẹ đang hết sức khác nhau. Thì ông thấy đấy, ngoài chuyện tình cảm phức tạp ra, mọi thứ khác của thằng Đại đều ổn cả. Tôi nói cho bà biết, trăm nghìn đức tính tốt không bù lại được cái tính lăng nhăng. Phụ nữ sướng khổ là nhờ chồng. Ông ơi, ông đã hứa với tôi là con nó xuống thì ông sẽ vui vẻ. Đằng này ông lại cứ căng thẳng. Mà tôi nghĩ đàn ông có gia đình là họ sẽ thay đổi. Thằng Đại sẽ thay đổi. Tôi nói cho bà biết, đàn ông mà đã lăng nhăng ý, thì lăng nhăng đến khi kiệt sức mới bỏ tính xấu. Bà và các con nhìn thấy rồi đấy, thằng Đại nó to khỏe như thế, vậy thì nó lăng nhăng đến bao giờ? Bố mẹ ạ, cho con được trình bày quan điểm riêng của con có được không ạ? Xã hội bây giờ kiếm được người đàn ông hoàn hảo rất khó. Nhiều người đàn ông hư, lấy vợ xong lại thành ngoan. Và ngược lại, rất nhiều đàn ông ngoan lấy vợ xong lại thành ra đổ đốn đấy ạ. Nhưng mà ý kiến riêng của con thì như thế này, thà cứ để thời trẻ họ chơi bời cho chán đi, rồi sau sẽ tu tỉnh. Thế có nghĩa là con ủng hộ việc em con với thằng Đại chứ gì? Bố có hỏi con luôn nhá, nếu nó không chán mà vẫn ngựa quen đường cũ thì làm thế nào? Con đặt cược hạnh phúc của em con vào cái trò may rủi này bố, hay sao? Hạnh phúc của em Huyền cũng là hạnh phúc của con đấy chứ ạ. Con luôn nghĩ con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu, chẳng ai là hoàn hảo cả. Nếu sống với nhau thì phải nhìn vào điểm tốt của nhau thì mới hạnh phúc được. Chứ cứ chăm chăm nhìn vào điểm xấu của nhau thì chẳng bao giờ ở với nhau lâu được ạ. Con nói phải đấy, con cứ nói tiếp đi. Mà ông cứ bình tĩnh nghe con nó nói đã. Thật ra mẹ đã nói với con và con cũng tìm hiểu thêm về cậu ấy rồi. Cậu Đại là người giỏi giang, chịu khó làm ăn, kiếm tiền giỏi. Còn cái sự cố có con riêng, thực ra thì nội tình như thế nào mình cũng chưa nắm rõ được. Còn Huyền, em phải bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Tự hỏi trong sâu thẳm trái tim em có tình cảm thực sự với cậu ấy không? Nếu thích thì cứ tiến tới đi, đó là hạnh phúc của riêng em cơ mà.
Thôi được rồi Huyền, bây giờ bố muốn nghe ý kiến từ con. Ý con thế nào? Con không có gì để chê anh Đại cả. Con chỉ sợ một chuyện. Chuyện gì? Nhỡ lấy nhau rồi mẹ đứa bé quay lại thì con không biết làm thế nào. Đúng rồi, tình huống này cả nhà mình chưa ai tính đến. Nếu chuyện đó xảy ra thì làm thế nào? Chuyện này không đơn giản đâu. Ui giời, ông cứ tính xa quá. Tính ngắn thôi, đến lúc đó rồi tính sau. Mà ông hãy nhìn con gái mình đây này, 27 hay 8 tuổi rồi, khô héo bao lâu rồi. Thôi bố mẹ ạ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định tình cảm của cậu Đại dành cho Huyền nhà mình như thế nào chứ ạ. Còn Huyền, nếu cậu ấy có tình cảm chân thành với em thì chị nghĩ em không phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Bố mẹ có đồng ý với con như thế không ạ?